Siêu mẫu Naomi Campbell có con thứ hai ở tuổi U60. Báo Đen là ngút hạnh phúc khi có thêm thiên thần nhỏ sau 2 năm đón con gái đầu lòng. Với cô, việc làm mẹ ở tuổi 53 không phải vấn đề. Ngày 30 tháng 6, Naomi Campbell đăng ảnh cô và con gái đầu lòng nắm chặt tay một em bé sơ sinh. Siêu mẫu cho biết bé trai chào đời cách đây vài ngày. Còn yêu bé bỏng của mẹ, hãy biết rằng con rất được trân trọng và được bao bọc bởi tình yêu thương kể từ thời điểm con bắt đầu hiện diện trên đời này. Con là món quà thực sự của Chúa, mẹ thật may mắn khi có con. Có thêm con ở tuổi U60, chân dài hàng đầu thế giới nhấn mạnh, không bao giờ quá muộn để trở thành người mẹ. Ở phần bình luận, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng Campbell. Nhà thiết kế Donatella Versace, Marc Jacobs, siêu mẫu Cindy Crawford, minh tinh Zoe Saldana không khỏi bất ngờ trước tin vui này. Theo People, báo đen làng mút có con thứ hai sau 2 năm đón con gái đầu lòng. Thỉnh thoảng cô mới chia sẻ ảnh thoáng qua của con gái và gọi em bé là hạt đậu nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn với Vô Huy hồi tháng 3 năm 2022, Campbell mở lòng về mong muốn có con và khuyến khích những phụ nữ lớn tuổi đừng ngại sinh con. Siêu mẫu chia sẻ, tôi luôn biết rằng một ngày nào đó, mình sẽ là mẹ. Đó là niềm vui lớn nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi thật may mắn khi có con gái. Với siêu mẫu, khoảng cách 50 tuổi giữa cô và con không là vấn đề, thậm chí giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm để dạy con mình. Campbell nhắn nhủ những phụ nữ U60, vừa nói với họ rằng đừng chần chừ nữa, hãy sinh con đi. Sinh năm 1970, Naomi Campbell là một trong những siêu mẫu lừng lẫy nhất hành tinh. Cô nổi tiếng với những sải bước mạnh mẽ, dứt khoát như loài báo đen. Suốt hơn 3 thập kỷ hoạt động, chân dài người Anh luôn trụ vững trên ngai vàng của sàn catwalk.